Xin chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Ngọc Hải Bất Động Sản. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với một công trình nhà nằm ngay tại khu dân cư Phú Gia 1 của phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Và với ngôi nhà ngày hôm nay được thiết kế như thế nào và đặc biệt như thế nào thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Hải vào khám phá căn nhà này nha. Với thiết kế một trệt một lầu được xây dựng trên mảnh đất với chiều ngang 5m và chiều sâu là 19,5m. Với công năng sử dụng bao gồm sân xe, phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng bếp và một khu vực sinh hoạt chung. Thì ngôi nhà của chúng ta ngày hôm nay có hướng chính là hướng Tây Nam và nằm trong một khu dân cư được xem như là rất sầm uất nhất của phường Trảng Dài. Và ngay vị trí ngôi nhà thì chúng ta có thể kết nối đi dễ dàng với các tiện ích thương mại dịch vụ. Từ đây thì kết nối ra đường Nguyễn Khuyến rất là gần quý vị, chỉ trong vòng 100m thôi. Và các tiện ích cơ bản trong nội khu dân cư thì chúng ta có trường mầm non này, và chúng ta có cà phê giải trí này. Rồi đi xa xa hơn một chút, tầm khoảng vài trăm mét đổ lại thì chúng ta có chợ Búa này, rồi chúng ta có hệ thống siêu thị này, rồi hệ thống trường học các cấp rất là thuận tiện. Và quay trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta thì đây là phần tổng thể ngôi nhà của chúng ta ngày hôm nay. Phía ngoài Hải thấy là có một được bao bọc bởi một lớp thép rất là chắc chắn và đi kèm với đó là màu gỗ kết hợp với một cái tông màu xám long chuột. Và với tông màu gỗ này thì cũng sẽ là điểm nhấn cho khu vực phía dưới ngôi nhà của chúng ta. Quan sát lên phía trên thì chúng ta có thể thấy là ngôi nhà được trang bị khá nhiều option. Chúng ta có kính này, rồi có những viên gạch ốp tường rất là đẹp này. Và phía trên thì chúng ta có một lớp trần giả gỗ và có những ánh đèn và kết hợp màu sơn cũng rất là đẹp mắt. Đầu tiên chúng ta có một sân để xe và với khu vực sân để xe này thì nó dài tới gần 6m quý vị nhé. Chúng ta có thể để bất kỳ xe gì, kể cả xe bán tải luôn nhé, rất rộng rãi thoải mái luôn. Phía trên là được trang bị những cái tấm trần được ốp bằng PVC giả gỗ và có đi kèm với đó là một cái ánh đèn rất là đẹp. Và phía hai tường bên đây thì bức tường giật cấp và phía sau thì được ốp những viên gạch rất là mát mẻ luôn. Phía trên thì có một cái đèn và ở đây thì chúng ta có thể là trang trí thêm những cái bức tranh chẳng hạn. Bước qua bên đây thì chúng ta có một khu vực đã được trồng những cái cây tiểu cảnh trông rất là đẹp luôn. Và phía sau thì có bức tường, phía trên được trang trí một cái đèn trang trí rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta được bố trí một hồ cá và có cả hòn non bộ rất là thơ mộng, rất là hữu tình. Chúng ta có nước này, có núi này, có cây này, rất là đẹp luôn. Và cửa nhà của chúng ta thì được làm bằng chất liệu kính cường lực và khung nhôm sinh pha, rất là đẹp mắt. Đảo mắt lên phía trên thì chúng ta cũng thấy là chủ đầu tư cũng đã trang bị đầy đủ hệ thống camera cho chúng ta nhé. Ngôi nhà được thiết kế với phong cách là thông tầng. Đây là một thiết kế với xu hướng mới mẻ. Và với phong cách thiết kế này thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta khu vực phòng khách thoáng hơn, mát hơn. Không gian phòng khách của chúng ta thì cũng vừa đủ để cho chúng ta sử dụng. Ở đây thì Hải đã thấy là được trang bị sẵn hệ sofa này, rất là rộng luôn. Và phía dưới nền nhà thì chúng ta được ốp những viên gạch 80. Và khu vực này thì Hải thấy là được ốp những viên gạch với những cái tông màu và hoa văn trang trí rất là đẹp. Phía bên đây thì Hải thấy là được bố trí một cái hệ tủ ở phía dưới cầu thang. Với việc bố trí như thế này thì Hải thấy cũng rất là hợp lý. Thì chúng ta tận dụng được ở khu vực dưới cầu thang để tối ưu không gian sử dụng. Ở đây thì hệ tủ này là bằng chất liệu của công nghiệp. Khu vực này thì chúng ta có thể để tivi chẳng hạn. Phía trên thì còn có rất là nhiều ngăn. Chúng ta có thể bỏ thêm những vật dụng trang trí. Ở phần tường bên đây thì là một bức tường có phân cấp. Phía trên thì có những cái đèn trang trí rất là đẹp và với khu vực này thì đã được ốp những viên gạch cũng rất là đẹp, nhưng mà sau này chúng ta có thể là trang trí thêm những cái bức tranh vào đây chẳng hạn. Khu vực bếp thì cũng vừa đủ để sử dụng. Thì ở đây thì chúng ta có được trang bị một bộ bàn 6 người ngồi và với không gian bếp này thì Hải thấy là cũng thoải mái để sử dụng quý vị nhé. Chúng ta có phần tủ bếp trên, tủ bếp dưới được trang bị đầy đủ hệ thống tủ bếp với chất liệu của công nghiệp, được phủ bằng một lớp tráng gương, và với lớp tráng gương này thì chống được trầy xước này,
ở trong được nước rất là tốt quý vị ạ. Và phần mặt bếp thì Hải thấy là được ốp bằng đá nha, đá này là đá nhập khẩu từ Ý quý vị nhé, đá này đá thiên nhiên nhập khẩu từ Ý, rất là đẹp luôn. Phía tường bếp thì được ốp bằng kính cường lực chịu nhiệt và có tông màu xanh cũng rất là hài hòa, và trang bị đầy đủ hệ thống điện để chúng ta sử dụng. Bên đây là hệ thống vòi cũng như là chậu rửa. Và với khu vực này thì chúng ta có thể bố trí một cái tủ lạnh bốn cánh ở đây. Ngoài ra phần tủ này thì chúng ta cũng có thể là trang trí thêm những cái vật dụng, những chai rượu ở đây chẳng hạn. Và ở phía trên trần thì có bố trí một cái quạt trần được điều khiển từ xa cũng rất là thoáng mát luôn. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào khu vực phía sau của mình nhé. Ở đây thì chúng ta có một căn phòng ngủ, cửa thì Hải thấy là được làm bằng khung nhôm sinh pha kính mờ nhé. Và với căn phòng ngủ này thì cũng được trang bị đầy đủ hệ thống như tủ áo quần với cửa lùa, cũng rất là tiết kiệm không gian, và có cả giường. Ngoài ra thì còn có cả máy lạnh quý vị nhé. Trần thì cũng là trần thạch cao, dệt cấp và có đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng. Bên đây sẽ làm khu vực vệ sinh của căn phòng ngủ. Với khu vực vệ sinh này thì Hà thấy rất là rộng luôn, thoải mái để chúng ta sử dụng, là được trang bị đầy đủ như labo, bàn cầu, gương. Gương thì gương một chạm nhé. Và phía hai bên tường, xung quanh tường thì được ốp bằng viên gạch lên tới chạm trần rất là sạch sẽ rồi. Bên đây thì bố trí cái hệ vòi sen, và phía trên thì là một cái lỗ thông gió giúp cho không khí ở trong này lưu thông rất là thoáng. Và khu vực cuối cùng của tầng trệt ngôi nhà ngày hôm nay sẽ là một phòng vệ sinh cũng rất là rộng rãi luôn, cũng được bố trí đầy đủ trang thiết bị quý vị nhé, và có cả hệ thông gió luôn, rất là thoáng rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng tham quan và trải nghiệm khu vực tầng trệt của ngôi nhà ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta lên khám phá không gian tầng 1 thì quý vị và các bạn nếu thấy video hữu ích thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, và nhớ nhấn chuông để không bỏ sót video nào của Hải nhé. Đây là khu vực cầu thang của ngôi nhà, và với việc bố trí một cái cầu thang chạy sát tường này cũng rất là hợp lý luôn. Phía trên là hệ thống thông tầng cho nên là rất là sáng, rất là mát luôn. Cầu thang thì được làm bằng tay vịn, là được làm bằng gỗ nguyên khối, phía dưới thì có kẹp bằng kính cường lực, và những bậc thang này thì cũng được ốp bằng đá được nhập khẩu từ Ý quý vị nhé. Đá này là đá thiên nhiên rất là đẹp rồi. Và ở đây có một bố trí một cái kệ tủ, và với kệ tủ này thì cũng trang trí được rất là nhiều cái vật dụng, và ngoài ra thì nó cũng che đi được cái phần bếp ở phía sau, tạo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Cầu thang thì Hải thấy là rất là thoải mái nha. Những cái bậc cầu thang này thì được bố trí rất là đều, và khi mà chúng ta bước lên thì rất là thoải mái, không có bị là nhấc chân lên quá cao. Và với phần tường bên đây thì được trang trí những cái ánh đèn cũng rất là đẹp, và có cái phần tường dệt cấp. Ở đây thì chúng ta có thể trang trí thêm những bức tranh nữa quý vị nhé, để làm cho ngôi nhà của chúng ta sinh động hơn. Chúng ta đang có mặt ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà, và ở đây thì chúng ta có một không gian cũng khá là rộng. Và ngoài này thì quý vị quan sát cũng có thể thấy là với một thiết kế thông tầng từ ở dưới phòng khách lên, cho nên là rất là thoáng. Với khu vực này thì quý vị cũng đã thấy rồi, rất là sáng luôn. Với điều này thì cũng rất là hợp lý, nó sẽ là giúp chúng ta lấy được ánh sáng từ bên ngoài vào, cung cấp đầy đủ cho tất cả khu vực của ngôi nhà trở nên thoáng hơn, và cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều phần điện năng. Ở đây Hải thấy là chúng ta có thể là bố trí thêm cái bàn làm việc ở đây chẳng hạn, cũng rất là hợp lý. Không gian phía sau này thì chúng ta có một căn phòng. Với căn phòng này thì tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta có thể sử dụng làm phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung chẳng hạn. Với căn phòng này thì Hải thấy cũng được trang bị đầy đủ hệ thống điện này, rồi phía trên thì có một cái hệ thống đèn rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì có cả cửa sổ, có đầy đủ rèm cửa luôn. Và khi mà chúng ta mở cánh cửa này thì chúng ta thể ra được ban công và có thể là ngắm nhìn toàn cảnh khu vực phía trước nhà hoặc là xung quanh nhà của chúng ta. Và ngoài ra thì nó còn giúp cho chúng ta là lấy được lượng không khí từ bên ngoài vào để lượng không khí lưu thông tốt hơn trong căn nhà.
Với ban công này thì cũng vừa đủ để chúng ta sử dụng, rất là mát luôn. Phía sau thì Hải thấy là đã được trang bị những cái cây xanh kiểu cảnh rất là đẹp này. Và chúng ta có một phần tường ở phía sau được ốp bằng những viên gạch, và đi kèm với đó là những cái vân đường chỉ màu đen, và có bố trí những cái đèn trang trí rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đến với căn phòng ngủ số 2 của ngôi nhà ngày hôm nay. Chúng ta đang ở phía trong căn phòng ngủ số 2 của ngôi nhà, và với căn phòng ngủ này thì Hải thấy là cũng có diện tích tương đồng với lại căn phòng ngủ ở phía dưới. Và với căn phòng ngủ này thì cũng được trang bị đầy đủ hệ thống điện cũng như là hệ thống máy lạnh. Ở đây thì chúng ta cũng có cả một hệ cửa sổ thông ra khu vực cầu thang cũng rất là thoáng và có đầy đủ rèm cửa nha. Bây giờ chúng ta cùng đi qua bên kia quý vị nhé. Căn phòng ngủ số 3, và về cơ bản thì nó cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như là căn phòng ngủ ở bên kia. Và bây giờ chúng ta cùng đến với khu vực cuối cùng của ngôi nhà. Tuy không quá rộng lắm nhưng mà cũng vừa đủ cho chúng ta để sử dụng làm khu vực giặt đồ quý vị nhé. Ở đây thì Hải thấy là trang bị sẵn hệ thống nước rồi. Ở đây thì chúng ta có thể là lắp đặt thêm đặt máy giặt ở đây chẳng hạn. Phía xung quanh tường thì được ốp bằng gạch rất là sạch sẽ rồi. Và phía trên thì được bao quanh bởi những lớp lưới bằng chất liệu thép rất là chắc chắn. Ở bên đây thì Hải thấy là có một cái cầu thang để lối dẫn lên khu vực ở sân thượng. Và với khu vực sân thượng ở trên đó thì chúng ta có thể là trồng thêm rau chẳng hạn. Với không gian bên này thì được bố trí một phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này thì cũng vừa đủ để sử dụng. Có đầy đủ trang thiết bị như labo, bàn cầu và cũng đã được ốp gạch chạm trần rất là sạch sẽ rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tham quan và trải nghiệm ngôi nhà ngày hôm nay. Với ngôi nhà ngày hôm nay thì được thiết kế một trệt một lầu, công năng sử dụng bao gồm sân xe, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 toilet và khu vực sân thượng. Và với ngôi nhà ngày hôm nay thì về mặt pháp lý thì đã được hoàn công đầy đủ quý vị nhé. Và đang được chủ đầu tư đưa ra mức giá là 5 tỷ 250 triệu. Với mức giá này thì chúng ta có thể hoàn toàn thương lượng trực tiếp với chủ đầu tư. Và nếu quý vị đã xem video thấy hữu ích thì hãy nhấn like, chia sẻ. Và nếu là một người mới thì quý vị hãy nhấn đăng ký và nhớ nhấn chuông để không bỏ sót video nào của quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye.